Xin chào mọi người, bây giờ mình nấu món mì xào thập cẩm. Và nguyên liệu của mình đã làm sẵn. Và bây giờ mình bắt đầu nấu. Mình ăn chay được một tháng, mình ăn chay để bảo vệ môi trường và không sốc xanh. Kinh nghiệm ăn chay của mình là không hạn chế ăn dầu nhiều. Những món chiên, rón, mình ăn thêm có món rau xanh và trái cây, nước ép. Từ khi mình ăn chay thấy cơ thể khỏe hơn và tăng trưởng lòng từ bi của mình. Mình khuyên mọi người cố ăn, ráng ăn chay để chuyển sang ăn chay từ từ và cố gắng. Đã rất thích việc ăn chay. Mình xào cà rốt cho gần chín rồi mình sẽ bỏ xu vào. Và đây là đang nguyên liệu trong gói mì. Mình sẽ cho vào một chút nước. Đợi xu và cà rốt chín mình sẽ cho mì vào. Bây giờ chúng ta sẽ cho mì vào. Thank you.
Sammo di so ha.